Mình sẽ cho chạy test và mình nghe kiểm tra coi là chạy cái âm thanh này nó có vấn đề gì không. Hay mình tiến hành là sẽ chạy ha. Chào cả nhà, bên đến đây là một cái máy thổi khí với cái công suất nhỏ, cái modem là ZLE50. Thì mình sẽ khui thùng và mình, tại vì cái này là chuẩn bị đóng gói giao cho khách luôn, và mình khui mình test kiểm tra. 1, 2, 3, đây. Đây là một cái máy thổi khí nguyên ha, một cái bọc ở trên, cứu sở hướng dẫn, ống khí cao rồi, ok. Mình sẽ lấy ra ngoài, mình sẽ quay chi tiết cho mọi người cùng thấy nha. Thì đây là một cái máy thổi khí 50 đã khui ra ngoài thùng nè và đặt lên trên nền FX của FarmX, do FarmX sản xuất luôn, để mà mình kết nối với motor chạy test trước khi giao cho khách. Thì đầu tiên mình sẽ xem kỹ hơn các chi tiết ha. Đây là ống hơi, đây ống hơi, đây là bộ phận ống hơi, đây là bộ phận thân máy chính, và bên đây là phía vị trí là đổ nhớt, đây là nút nhớt nè, đây nút châm nhớt, mình châm nhớt vô đây. Đấy. Rồi á, mình kiểm tra cái mực nhớt thông qua mắt báo nhớt ở dưới này. Hiện tại thì test cho chạy test nên không có châm nhớt nhiều, tại vì không có đổ ra, để nếu mà châm nhiều quá đầy nó sẽ bị ọc tràn ra. Thành ra khi mà mình sử dụng á thì mình châm nhớt khoảng là mức là 2/3 bình là ok hơn rồi. Vị trí này là ống hơi sẽ thoát ra 57, thì mình sử dụng là ống, sử dụng cái nối ngoài á, nối ngoài 60 ha cả nhà, sử dụng nối ngoài 60. Đây là một số thông tin cơ bản thông về thông số kỹ thuật, về thiên về tính kỹ thuật trước là vòng quay nè, 1750 vòng trên 1 phút. Công suất motor là 2.2 kW và lưu lượng khí là 192 mét khối trên phút. Pulley của máy thổi khí, pulley của máy thổi khí á. Motor là 2.2 kW, dòng quay là 1450, thì tương ứng là mình sử dụng con pulley 1 tắc 2 là vừa ha cả nhà. Căng dây cua lo như thế là vừa, mình không nên căng thẳng quá mà cũng không nên dùng quá. Và đặc biệt ở cái, nếu mà mình sử dụng thêm một cái nền mà có thể tăng đưa được như thế này nè, thì mình có thể điều chỉnh vị trí của máy thổi khí đi xuất ra xuất vô gì đó, để cho cái dây cua lo khi mà mình sử dụng thời gian nó sẽ giãn và mình điều chỉnh cho nó phù hợp. Thì mình sẽ cho chạy test và mình nghe kiểm tra coi là chạy cái âm thanh này nó có vấn đề gì không. Hay mình tiến hành là sẽ chạy ha. Đây là một cái sản phẩm máy thổi khí với là E50 với cái công suất nhỏ phù hợp với những cái nhu cầu nhỏ và lượng thổi khí là từ khoảng 100 mét ống oxy. Thì các bạn có nhu cầu đặt hàng thì hãy liên hệ về số điện thoại quen thuộc 0899 199 700 để được hỗ trợ và giao hàng toàn quốc. Clip đến đây xin được kết thúc. Xin chào các bạn, hẹn các bạn ở những clip tiếp theo.